Tình yêu là đề tài môn thuộc của ca ca trong bài tương tư của nhà thơ Nguyễn Tường Vi. Nắng mưa là bệnh của rơi, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Đó là tính lòng nhung nhớ của người con trai dành cho người con gái. Thì đến với Sơn Nguyên, một nhà thơ nữ xuất sắc trưởng thành trong cuộc kháng chiến trong Mỹ cứu nước ta, mà gặp tiếng lòng của một người phúc lưới giàu, yêu thương luôn khao khát hạnh phúc. Quên chi nhưng mà chỉ lại là trái tim đầy âu lo. Chàng trai bay thức về tình yêu chỉ viết nhiều, viết đã hay về tình yêu nhưng trong số đó phải kể đến là bài thơ. Sao mà sáng tay hết sức mới mẻ chân thì anh thơ ca Việt Nam lúc bấy giờ. Một tiếng nói bày tỏ trực tiếp nhưng khao khát tình yêu vừa hồn nhiên tươi tắt, vừa chân thành đằng thắm của một